Chào uh, quý anh chị đầu tư quay trở lại với video của kênh điện thoại Tây Ninh ngày hôm nay. Em là Hoàng. Thì uh, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị uh, một cái căn nhà gần chợ nằm ở uh, vị trí là xã Hành Tân, uh, thành phố Tây Ninh nha quý anh chị. Đây là con đường uh, trước nhà của mình nè. Chạy thẳng ở đó là ngay ngã ba của Thành Hiệp, mình quẹo phải ngay là về ngay chợ Hành Tân. Thì uh, nhà của mình cách chợ Hành Tân chỉ có khoảng uh, 700 m thôi quý anh chị. Còn đây là ngôi nhà của mình nè, Đấy, hướng này thì về ngay đường DT793, quẹo trái là về thành phố Tây Ninh, quẹo phải là về thị trấn Tân Biên nghe quý anh chị. Con đường nhựa trước đất của mình ngày hôm nay là à, 12m nhựa và lộ giới còn mở vô nữa nghe quý anh chị. Đấy, thì đường nhựa này đường nhựa làm rất là đẹp rồi và lớn. Khu vực, đây là khu vực đông dân cư, quý anh chị thấy được xung quanh trước cửa của mình á đây là miếng đất của mình bề ngang là 8m56 đấy còn bên hông là nhà đất của người ta và kéo dài xuống uh, nó sẽ là khoảng 60m nha quý anh chị hai bên đều 60m hết thì uh, trên đất của mình ngày hôm nay có đến 60 mét vuông hữu cư uh, còn ngoài ra đất thì mặt tiền đường nhựa ở đây quý anh chị tính từ cái trục điện này nè sẽ giữa hai căn nhà mỗi bên bỏ ra nửa mét thì đó là ranh giới nha quý anh chị trên đất của mình ngày hôm nay thì uh, có một cái căn nhà cấp 4 chưa tô nhưng mà à, được à, ở rất là chuẩn nha xây cái đường chỉ gạch đó với à, lại à, xi măng rất là đẹp à, đường này là có đường cống luôn nghe anh chị cống thống nước đàng hoàng hết tại vì khu vực của mình là thuộc thành phố Tây Ninh rồi em sẽ đi à, một vòng xung quanh ngôi nhà của mình ngày hôm nay để à, chú chị xem nha ở ngang 9m à, 8m.86 thì cỡ khúc này nè quý anh chị còn cái phần cái bên đó là đất của người ta đây là mặt trước của ngôi nhà của mình nè Đấy Mình à, cũng rất là khang trang nha quý anh chị Khu vực này là khu vực à, đông dân cư rồi Thì à, người ta chiên ở khu vực này là kinh doanh ở chợ tại mình cần chợ mà Ngoài ra thì à, ở đây người ta làm giường Giường mãn cầu à, Giường à, xoài đầy đủ hết Còn cái phần bên hông đây là cái phần nhà, nhà bếp của người ta Để à, nấu nướng giặt giũ nha quý anh chị ngôi nhà ngày hôm nay là có một phòng khách hai phòng ngủ và một bếp toilet luôn và khu vực này thì có đến tám cây cao nha anh chị cây cao lâu năm và có hàng trầu để bu lên cái cây cao đấy và ngoài ra có một số cây cao kiển nữa nha quý anh chị chị nhìn được cái khung cảnh ở phía sau nhìn rất là đã luôn nha người ta thì người ta hái cao và trầu để bán nha quý anh chị đấy khu vực phía sau của mình rồi, từ đây thì à, em sẽ đi dài xuống phần phía sau của đất của mình là 60m, được à, cắm rõ, cọc phân ranh rõ ràng. Cái ranh bên đây là cái à, cứ bỏ ra nhà người ta nửa mét là và ranh đó quý anh chị, không có tranh chấp gì hết nha. Sau à, đất của mình thì à, có một cái giường mảng cầu hiện tại đang à, canh tác, à, mảng cầu của đất à, liền kề chứ không phải là đất của mình nha quý anh chị. À, đây là cao kiển nè, đấy. Còn cái cột phân ranh từ đây kéo dài lên ngay cái cột xi măng đó vị, trụ xi măng đó đó là ranh kế bên còn bên kia thì cũng đã được cắm cọc rồi còn ở sau mình thì nguyên một cái rừng chuối nha quý anh chị nhìn được cái khung cảnh của cái miền quê nông thôn nhưng mà rất là thuộc thành phố tây ninh nha quý anh chị cũng là giá trị đây từ cột phân lên này mình sẽ nhìn qua được cái cột à, trụ đó đấy ngay cái chỗ cái bét phun nước đó, có một cái à, hai ba cục gạch à, cắm lên như trên cái cây của anh chị là đất của mình cái hậu của mình là đến 10 m 58 luôn nha quý anh chị thì ngày hôm nay là cái đất của mình nở hậu đến gần một một mét mấy hai mét vì thế là mặt tiền đường nhựa và dài xuống 60 ngoài ra thì cái hậu là nở hậu nữa đất của mình à, chuẩn rồi nha nó kéo lên là khoảng 60 m trên đây thì có 60 mét vuông thổ cư đây là khung cảnh xung quanh sau đất của mình nè quý anh chị thấy được một khoảng không gian thoáng đãng rất là trong lành luôn nghe quý anh chị thì bây giờ em sẽ dắt quý anh chị để tham quan vào khu vực phòng khách của ngôi nhà mình ngày hôm nay do không tiện để quay hai phòng ngủ và phía dưới nghe quý anh chị nên là em sẽ quay khu vực phòng khách cho quý anh chị xem thôi đấy vào bên trong của ngôi nhà của mình tam cấp là 3 cấp được làm nền gạch là gạch màu vàng ở phía dưới nha quý anh chị cửa đây là cửa kiến sắt kiên cố ngoài ra được sơn màu xanh đây là không gian của khu vực phòng khách của mình nè nếu như ở đây được tô và bơi lên thì nhìn rất là đẹp luôn nha quý anh chị ngoài ra thì mình làm lo phong ở trên nữa thả thân thịt cao thì ok luôn đấy nhà sẽ rất là cao nha cửa sổ lớn đây là máy mai và dán nè đấy À, do nhu cầu à, cần thu tiền về trong à, dịp cuối năm và là đầu xuân thì à, chủ mới cần kêu bán cái ngôi nhà ngày hôm nay. Tiếp tục thì à, em sẽ dắt quý anh chị từ vị trí ngôi nhà của mình nè, à. đi à, trên con đường nhựa là đường số 7. Có đường có số luôn nghe quý anh chị. Đây là đường số 7 để đi ra đường, à, đường lộ 10 quẹo phải thì à, về ngay của chợ Thịnh Tân. Chạy thêm khoảng vài trăm mét nữa hơi đụng một cái trường mẫu giáo liền kề đó sẽ là trạm y tế vào Ủy ban Nhân dân xã nghe quý anh chị. À, về vị trí thì gọi là đắc địa rồi. Mình không nằm ở trung tâm thành phố nhưng mà gọi là vùng ven của thành phố Tây Ninh. Thì cái giá trị đất của mình cũng có. Và hơn nữa thì được đầu sư đường xá xe cộ cũng như là dân cư là chuẩn hết rồi. Thì cái giá mà ngày hôm nay chủ kêu bán cái căn nhà này sẽ là 1 tỷ 500 triệu thương lượng nghe quý anh chị đấy với 1 tỷ 500 triệu và diện tích của đất của mình gần 700 mét vuông và có 60 thổ cư mặt tiền đường nhựa thì cái giá này của anh chị nếu thấy phù hợp của mình thì gọi ngay cho em qua số điện thoại là 098 1877 139 nha Đây là đường nhựa lộ 10 để dẫn thẳng ra cổng văn hóa của xã Hành Tân một trong những cái xã cũng cực kỳ phát triển của thành phố hiện tại bây giờ đấy quán xá đầy đủ hết anh chị đặc biệt là ở đây những quán ăn đây là uh, biển báo chợ nè con đường này là con đường liên xã đấy nói liền giữa xã hành tân và chợ, uh, xã tân bình của thành phố tây ninh đây là chợ hành tân này của anh chị bên phải là nhà lồng chợ nha nhưng mà thường thì người ta tập trung buôn bán ở khu vực cái mặt đường này rất là nhiều và ngoài ra thì uh, cái vách quá xanh rất là lớn nằm ở khu vực này uh, quý anh chị cứ so sánh giữa cái uh, uh, diện tích và À, số lượng à, người buôn bán như cũng như là người mua ở tất cả các chợ Bách quá xanh lớn cỡ nào thì cái chợ sẽ nhộn nhịp cỡ đó nha quý anh chị View này là view núi nè quý anh chị à, Nếu quý anh chị đâm thẳng đường này ra thì à, sẽ ra ngay à, chân núi của núi Bà Tây Ninh Mình quẹo à, trái để về ngay đường Khe Đoan Xu Đá để dẫn thẳng vào cổng sau của khu du lịch núi Bà nha Đây, à, trên đường khu vực này là quý anh chị thấy cũng rất là nhộn nhịp nha để bây giờ em sẽ tua nhanh một xíu để quý anh chị đỡ mất thời gian à, vị trí của xã Hạnh Tân của mình về ngay trung tâm thành phố tây ninh là chỉ khoảng 11, 12 cây ngay quý anh chị trên đây thì có một cái trạm xăng rất là lớn luôn nè đấy và về thành phố Hồ Chí Minh là chỉ khoảng 90 cây ngay quý anh chị đấy à, ngoài ra thì quý anh chị chạy trên tuyến đường này sẽ thấy được mật độ dân số cũng như là người ta lưu thông trên đường này rất là đông vì thế với giá là 1 tỷ 500 triệu này thì quý anh chị có thể đầu tư được cái căn nhà và đất này quý anh chị. Đây là trạm xá của xã Hành Tân. Đấy. Và liền kề trạm xá sẽ là một cái trường mẫu giáo rất là lớn. Và đặc biệt là xung quanh đất và nhà của mình ngày hôm nay rất là nhiều trường học ngay quý anh chị. Trường cấp 1, cấp 2. Đấy. Còn cấp 3 là phải về thành phố Tây Ninh rồi. Đây là trung tâm của Ủy ban nhân dân xã nè. Đấy, quý anh chị chạy rất là gần luôn nha. À, chạy xe máy là khoảng một phút uh, 30 giây thôi, đúng luôn, đúng nghĩa là một phút 30 giây luôn là tới. Đây là một cái sân vận động, và bên đó là trường học đó quý anh chị. Đây là trường uh, cấp 1 nha, ngoài ra cấp 2 rất là nhiều luôn. Uh, em không hiểu tại sao khu vực bên đây rất là nhiều trường, và mẫu giáo cấp 1, cấp 2 đầy đủ hết. Thì uh, trên đây là toàn bộ thông tin ngày hôm nay, uh, bán một cái căn nhà cuối năm cũng như là đầu xuân. Nếu quý anh chị nào hữu duyên thì có thể sở hữu căn này nha. À, xem video tới đây quý anh chị có thể ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh đồng thời like, share, chia sẻ video này đến nhiều người cùng biết. À, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và kính chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, hoàng sự dư ý và gia đình hạnh phúc. À, em là điện thoại Tiến Ninh, xin kính chào quý anh chị.